Xin chào cả nhà. Thì mình có mấy chục con gà ác luôn cả nhà. Tết người ta có gà tàu vịt, còn mình có gà ác. Gà ác của nhà mình nuôi nè cả nhà. Cái bầy kia nó ra gà con, nó nở ra gà con. Gà con đó khoảng này gà trống với gà mái nó cũng đang đẻ nhóc luôn. Nóc mềm cả nha. Cái gà này mình nuôi mấy năm rồi đó cả nhà. Mình cũng không ăn thịt, mình thấy tội nghiệp á, mình không có ăn. Đó giờ nó ra gà con á. Nó nở ra được mấy con gà con rồi cả nhà. Thấy thương không? Tụi nó chạy đâu hết rồi ta? Còn mấy con chạy nhiều lắm, hình còn nhiều gà lắm. Nó chạy qua hàng rào phía bên kia à. Thấy thương cả nhà. Gà con cả thấy thương không? Còn nữa mình ta, nó chạy mất tiêu ra rồi. Nó hàng rào phía bên kia. Không còn nữa chứ không phải có nhiêu đây đâu. Nó đang đẻ trứng à. Nó đang ấp trứng nữa. Nó đang ấp trứng. Nó đang ấp trứng nè. Trứng nó lên. Trứng nhóc hết trơn kìa. Trứng trong cái kẹt nè. Nó còn lông ổ nhóc luôn. Ở dưới thằng gào nữa. Nó mổ đều đều. Nó mổ rồi gặp. Còn dưới hàng rào rồi nó còn ấp ở trong ổ nữa. Gà ác này là nó đẻ quanh năm nè. Thai phiên nó đẻ nhau. Thai phiên nó đẻ. Ủa còn 4-5 con gà trống rồi sao ở đây có 2 con à? 4-5 con gà trống mà sao nay có 2 con đó rồi. Cái gà kêu đi gà ấy gà đấy. Con gà trống nhiều gà trống mà 4-5 con sao nay có 2 con ở dưới hàng rào dưới hàng rào dưới nãy dưới hàng rào nè. Cái gà nó còn chả nhóc chứ kìa.
Nhà này còn gà mái với gà trống.